Ghế điều khiển điện có nhớ 3 vị trí, hệ thống chiếu sáng 360, nút điều chỉnh độ xa của chân ga chân phanh, màn hình tốc độ chính hiển thị điện tử 12,3 inch, màn hình giải trí 12 inch. Ở phía sau thì các bạn sẽ có một phần ống pô được nâng cao hơn so với thông thường để đảm bảo góc thoát tốt nhất. Ngay cả chế độ thông thường thôi, âm thanh của nó đã đủ khàn đục quyến rũ lắm rồi. Để nói về sự đặc biệt của Ford F-Series, tôi tin rằng mình sẽ không cần phải quá nhiều lời. Đây là mẫu xe bán tải bán chạy nhất tại Mỹ trong vòng 45 năm liên tiếp, mẫu xe bán chạy nhất tại Canada trong vòng 50 năm liên tiếp, bán được cộng dồn tới 40 triệu chiếc ở thời điểm hiện tại, và từ năm 2018 đổ về đây, mỗi năm mang về cho Ford hơn 40 tỷ tiền doanh thu. Bỏ ra mấy tỷ để mua một chiếc Range Rover rất hợp lý, bỏ ra 5 đến 6 tỷ để mua một chiếc Porsche để chơi vẫn rất hợp lý, nhưng mà bỏ ra 6 chiếc Camry để mua một chiếc bán tải thì thực sự là hơi khó giải thích, khi mà ở Việt Nam, việc sở hữu một chiếc xe từ 500 đến 600 triệu vẫn là ước mơ của rất nhiều người. Và như thế thì chiếc Ford F-150 Raptor 2022 sẽ là một mẫu xe không thể nào lý giải dưới góc nhìn thông thường. Vấn đề ở đây chỉ là giới siêu giàu có thích hay không thôi. Chào mừng anh em đến với một video walk around chiếc Ford F-150 Raptor 2022, mẫu xe có mức giá bán 5,6 tỷ đồng, một chiếc xe chơi nhưng có giá bán bằng 10 chiếc xe dùng. Thời điểm Ford ra mắt chiếc Ford F-Series thế hệ thứ 14, tôi tin rằng đã có rất nhiều người tỏ ra thất vọng vì thiết kế của thế hệ này thực ra nó không quá khác biệt so với thế hệ thứ 13. Nhưng rồi niềm thất vọng sẽ sớm trôi qua thôi, vì với tôi thì đây là một thiết kế đã quá tốt rồi. Ford không cần phải thay đổi quá nhiều để giữ được một vị trí đặc biệt ở trong lòng của người hâm mộ. Với tôi thì F-150 là một mẫu xe đặc biệt khó có đối thủ, nói về mức độ dễ nhận biết, chưa kể đến là phiên bản Raptor đầy bắt mắt này. Còn về kích thước thì nếu các bạn lựa chọn phiên bản thùng dài, chúng ta sẽ có một chiếc xe dài tới khoảng 5m8. Ngay cả với phiên bản thùng ngắn 6,5 feet thì chúng ta cũng có một chiếc xe dài tới hơn 5m3. Và để dễ hình dung thì tôi sẽ lấy một cái chiều dài tương đối là khủng khiếp mà chúng ta có thể dễ tưởng tượng về, đó là chiếc Maybach S680 mới chỉ dài có khoảng 5m47. Nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ khó nhận ra, nhưng ở trên thế hệ mới dòng F-Series có tới 92% là linh kiện mới. Và đây cũng là lần đầu tiên dòng bán tải của Ford có một phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Vị trí đặc biệt của dòng F-Series vẫn được nhấn mạnh ở đây, với 6 lựa chọn động cơ, 8 phiên bản và 11 lựa chọn lưới tản nhiệt. Thế mới biết là không phải cứ có nhiều tiền thì sẽ dễ dàng trong việc lựa chọn xe. Ford F-Series thế hệ thứ 14 là thế hệ được tuyên bố có một phần thân vỏ được làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm quân đội. Nó mang tới một khối lượng nhẹ hơn và tính chất dẻo dai tốt hơn. Đây cũng là thế hệ được Ford tuyên bố là có tính chất khí động học cao nhất. Các bạn có lưới tản nhiệt phía đằng trước và tấm cản gió ở phía dưới gầm, đóng mở tự động. Thiết kế thùng sau được tối ưu hơn. Và đóng vai trò là một phiên bản mang tính chất quần thảo đích thực, nên trên chiếc F-150 Raptor các bạn sẽ có cả một phần ốp gầm được làm bằng hợp kim nhôm loại cường lực, giúp cho chúng ta có thể đảm bảo phần đầu xe không bị hỏng hóc trong những cái va chạm rất mạnh khi các bạn có những cái chuyến hành trình ở trên sa mạc. Ở phía sau thì các bạn sẽ có một phần ống pô được nâng cao hơn so với thông thường để đảm bảo góc thoát tốt nhất. Bên cạnh đó thì đây cũng là chi tiết đã được tạo hình theo kiểu X-Pie nguyên bản, tức là ngay cả chế độ thông thường thôi, âm thanh của nó đã đủ khàn đục quyến rũ lắm rồi. Động cơ 3.5 V6 Twin Turbo có lẽ đã làm quá tốt nhiệm vụ của nó, thế nên ở thế hệ thứ 14 các bạn sẽ vẫn có nguyên khối động cơ đó với 450 mã lực, 691 Nm moment xoắn. Tuy nhiên ở đây Ford đã nói rằng họ có một số tinh chỉnh nhỏ để khối động cơ này phù hợp hơn với hộp số tự động 10 cấp. Bên cạnh đó thì cái hiệu năng tổng thể của nó cũng sẽ tốt hơn nhờ một phần turbo áp suất cao hơn và hệ thống làm mát hoạt động mạnh hơn. Giá bán hiện tại của chiếc F-150 Raptor ở Việt Nam là khoảng 5,6 tỷ đồng, và nếu các bạn vẫn còn cảm thấy con số đó nó hơi nhỏ so với ngân sách của mình thì yên tâm là chúng ta sẽ sớm có một phiên bản Raptor R với máy 5.2 V8 mạnh tới 760 mã lực từ chiếc Shelby Mustang GT500, và tôi tin là giá bán của nó sẽ rất khủng khiếp. Điểm dễ nhận biết nhất của chiếc F-150 Raptor 2022 là phần đèn chiếu sáng ban ngày giờ đây đã không còn quá cầu kỳ mà được vuốt tương đối thẳng xuống. Phần đèn hai tầng gần như là dính vào nhau, đơn giản hơn ở phần chi tiết. Phiên bản Raptor 2022 giờ đây cũng dễ nhận biết hơn nhờ khe thông gió và nắp capo, lưới tản nhiệt màu đen và dòng chữ Ford đầy kiêu hãnh. Ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có 3 đèn định vị nhỏ nữa.
Ngoài ra, sang đến phần thân xe, chúng ta sẽ có tay nắm cửa và gương chiếu hậu mới. Tuy nhiên thì điểm này sẽ rất khó để chúng ta có thể nhận ra. Tương tự ở phần đầu xe, thiết kế đèn hậu cũng được trở nên gọn gàng, tinh xảo hơn để đồng nhất với phần đèn ở phía trước. Và như chúng tôi nói ngay từ đầu, đó là phần nắp thùng cũng được thiết kế lại để tham gia vào quá trình tăng khí động học cho xe. Ghế điều khiển điện có nhớ 3 vị trí, hệ thống chiếu sáng 360, nút điều chỉnh độ xa của chân ga, chân phanh, màn hình tốc độ chính hiển thị điện tử 12,3 inch, màn hình giải trí 12 inch. Có quá nhiều công nghệ để có thể kể lể trên chiếc xe này. Và nhìn chung thì như truyền thống của Ford thôi, những mẫu xe con cưng luôn được trang bị những cái công nghệ có thể nói là full phè phè, các bạn gần như không thể nào tìm được những thứ gì đó mà các mẫu xe thuộc những thương hiệu không sang có mà trên chiếc F150 này lại thiếu vắng cả. Bên cạnh đó thì mẫu F150 Raptor 2022 cũng có một thứ nữa rất thú vị, đó là chế độ chạy một pedal. Tức là các bạn sẽ sử dụng chế độ này trong những cái chuyến off-road cực kỳ là nặng đô, bằng việc là ga thì xe sẽ nhích lên nhẹ nhẹ và ngắt ga là chuyển thành phanh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một chế độ được gọi là Trail Control, hay hiểu nôm na đó là Cruise Control, dành cho những chuyến mà phải leo dốc hoặc đổ dốc thẳng đứng. Về không gian nội thất, thứ thay đổi đáng kể nhất và đáng được nhắc tới ở đây đó là thiết kế vô lăng kiểu mới, đồng hồ tốc độ kiểu điện tử và tất nhiên là màn hình giải trí nữa, một vài chi tiết mà tôi đã nhắc tới rồi. Bên cạnh đó các bạn cũng sẽ thấy một cái chi tiết mới nho nhỏ thôi nhưng mang tới hiệu ứng thị giác cực kỳ tốt, đó là một cái đường viền bao quanh cửa gió điều hòa và thông thẳng qua khu vực trung tâm, nó tạo ra một cái cảm giác lực lưỡng cực kỳ tốt. Và với tôi thì phần cần số ngắn nhìn cơ bắp cũng là một chi tiết đáng được nhắc tới. Các bạn cũng sẽ tự hỏi là tại sao mà Ford họ lại làm một cái ổ điện với công suất lên tới 400W ở đây. Rất đơn giản là vì chúng ta có một tính năng được gọi là Work Surface. Các bạn hoàn toàn có thể ẩn phần cần số xuống và mở ra, đặt laptop lên đây làm việc. Vậy nếu các bạn cảm thấy việc ngồi ở trên chiếc Ford F150 Raptor 2022 làm việc là chưa đủ hoành tráng thì Ford còn cung cấp cho chúng ta một tính năng nữa, đó là Mark Recline của hàng ghế trước. Các bạn hoàn toàn có thể ngửa ghế ra với phần đệm phía dưới được nâng lên tạo thành một phần giường phẳng đàng hoàng. Tức là mẫu xe này hoàn toàn có thể đóng vai trò một ngôi nhà đích thực. Và tất nhiên nó có cả những cái chi tiết nho nhỏ, ví dụ như là mở cửa sổ phía sau hoặc là cung cấp nguồn điện cho tới 6 ổ cắm công suất lớn. Ở trên chiếc Ford F150 Raptor 2022 các bạn sẽ có hai lựa chọn lốp nguyên bản đều đến từ BF Goodrich. Một là lốp 35 inch và hai là lốp 37. Đến với lốp 35 các bạn sẽ có những cái thông số về khả năng vượt địa hình khiêm tốn một chút, nhưng bù lại chúng ta sẽ có một thứ vô cùng quan trọng, đó là hành trình giảm xóc lớn nhất từng xuất hiện ở trên một chiếc bán tải nguyên bản, 355mm trước và 381mm ở phía sau. Bên cạnh đó, Ford vẫn là thương hiệu được gắn liền với hệ thống treo hiệu năng cao của chiếc F150 Raptor 2022. Và lại một lần nữa chúng ta có một thông số kỷ lục ở đây, đó là đường kính lớn nhất của một chiếc fork từng xuất hiện trên một chiếc Raptor, 79mm. Hệ thống fork mới đến từ Ford cũng sử dụng một loại dầu giảm xóc đặc biệt giảm ma sát, và như thế thì tổng thể chiếc xe này nó có khả năng chịu được lực tác động tới 4.530N ở mỗi góc 1/4 tại tốc độ chạy trên sa mạc. Một chiếc xe đặc biệt Ford F150 Raptor 2022, để nói hết được sự hay ho của nó thì tôi nghĩ là phải dành đến tầm 20 phút. Và như thế thì một video như thế này sẽ thực sự là một sự sụt giảm về mặt cảm xúc với anh em khi mà các bạn không được chứng kiến những pha hành động đẹp mắt xứng chất khủng long của nó. Thế nên chúng tôi sẽ kết thúc video walk around chiếc F150 Raptor 2022 tại đây. Và qua video này thì hy vọng rằng là các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin quan trọng về chiếc Ford F150 Raptor 2022. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ gặp được một chủ xe vô cùng hào sảng và rộng rãi cho chúng tôi mượn chiếc xe này, để sự tụt giảm cảm xúc ngày hôm nay chỉ mang tính chất tạm thời. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo của GearUp.